Rồi, cho ăn rất đơn giản. Úi, một em một chú, một chú một em. Mẫu lồng này các bạn thấy thế không bao giờ rồi phải dọn phân. Vạch lên cái là thấy con thấy ấy, cho ăn thì vạch thế này thôi. À, trông này nhưng mà không bao giờ chim già đấy. Bạn thấy là mẫu lồng này rất là hiệu quả. Đây ví dụ đây. Đấy, con kia. Đấy. Đấy. Rất hiệu quả các bạn nhá. Đang ấp. Đấy. Đang ấp, đang ấp, đang ấp, đang ấp. Đây đang bón cho con này. Ấy, ấy. Ấy, đang bón cho con ấy. Khoảnh khắc thiên nhiên kỳ thú. Chỉ có thao chim cu gáy mới có những khoảnh khắc kỳ thú như này, khoảnh khắc tuyệt vời như này. Các bạn thấy là đó là những cái lúc mà chim nuôi sinh sản nó đang bón cho con nó. Các bạn mua chim cu gáy thì không không phải nghĩ ngợi gì cả, gọi điện luôn cho mình là thao chim cu gáy 0163530982. Đây là cặp Nhật Pháp vú nuôi. Cho con rồi đấy, bón cho con rồi đấy. Đấy. Các bạn quan sát thật kỹ cái cách mà con nó ăn như thế nào thì các bạn nuôi chim non bón như vậy. Các bạn nhé. Ở ra cả lúa đấy. Ăn được cả lúa đấy. Nơi này là nơi chúng ta đang ấp, con đang ấp ở dưới, con đang ấp trong cái dục, con đứng ngoài, em chó này là trông chim. Món này là món gà rừng nở ít lắm các bạn ạ. Không 1 6 3 5 3 0 5 9 8 2 ok.